Không phải bô mà được đờ lông chị là hay nha anh em nhé. Nếu mà chuẩn ra những cái bộ kéo đẩy như này mới là hay. Tuy nhiên thì vì nó thiết kế mặt phay nhôm, bọn này nó là dòng đời gọi là cõng dạng cổ, nó không có mặt đen kiểu dạng như những cái em đờ nông kiểu này, cho nên là hay ghép đờ nông với bô. Nhưng mà bản thân đờ nông ghép với bô cũng rất hay. Tuy nhiên nếu mà có bộ này đấy, thì bộ này sẽ chơi bô sẽ hay hơn, bởi vì bản thân em này nó bản thân nó là một bộ kéo đẩy đấy, và nó chạy công suất nó là chạy sọt sắt. Những cái dòng sọt sắt này thì anh em biết rồi, lực tốt, nhưng quan trọng nhất là âm sắc nó cũng hay. Âm sắc là chỉnh bát tép em này nó rất là hay. Cho nên là khi chơi với những cái dòng loa Mỹ như vừa rồi đoạn đầu em test loa Mỹ đấy, nó chơi rất là hay luôn. Đó, anh em nào mà quan tâm đến những cái dòng âm ly tầm bình dân nhé, chơi những cái dòng loa Mỹ vừa vừa đấy, thì nghiên cứu bộ này. Anh em vừa được chơi kéo đẩy, được cả hình cả tiếng. Hình thức em này thì có đồng hồ vu rất là chất, tiếng em này thì khỏi phải nghĩ luôn. Bộ này em về cho các bác đủ thêm cả thước tuner. Bình thường là em hay về là đẩy và kéo này thôi này, nhưng mà em này sưu tầm thêm cho anh em cả tuner, tức là nó sẽ có 3 thước. Đó, âm sắc em này rất là hay. Đang ghép với bô này 301C2. Anh em nghe nhé, tiếng tép nước lên rất là này. Anh em nghe thử kim vậy. Nếu mà với bài này, với nguồn phát vẫn là iPad này, bây giờ chỉ cần đổi sang đờ nông. Thì trước kia anh em nghe đờ nông hay, nhưng mà cho vào bộ này thì anh em sẽ nghe nó sẽ rất là khác biệt. Đó, anh em có quan tâm đến cấu hình này thì alo trực tiếp cho bên em nhé. Những cái dòng khác thì em cũng về rất là nhiều phục vụ chơi Tết đây. Xin chân thành cảm ơn các bác.